Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với mỗi ngày một bài toán lớp 6 và chúng ta đang ở phần 2 các phép tính về phân số Và bài ngày hôm nay mình cũng muốn giới thiệu với các bạn là bài ngày cuối cùng về chủ đề về các phép tính về phân số bài ngày hôm nay thì mình cũng giới thiệu nốt một số dạng tiêu biểu sau đó là mình sẽ chuyển sang chuyên đề về về phân số một số các chuyên đề nổi bật nhất trong chương về phân số còn không nói nói các cái vấn đề đơn giản nữa không phải vấn đề đơn giản mà mình sẽ đi theo chuyên đề những cái bài tập cực kỳ nổi tiếng hay những cái bài tập gì đặc biệt nhất ở ngày hôm sau bài ngày hôm nay là mình vét nốt thôi vài bài gọi là vui vui thôi Ê... Hướng dẫn các bạn cách xử lý Ví dụ như là cho số tự nhiên được viết bởi là 2004 chữ số 4 Và tính phần thập phân của Phép chia A cho số 15 Thế thì bây giờ là có 2004 số 4 Mà để viết ra thì đúng là Quá khó Đúng không nào Quá nhiều Thế thì phải làm như thế nào bây giờ uhm, Như vậy số A Uh, số tự nhiên A, đúng không, có nghĩa là mình thiếu gọi chữ A ở đây, rồi, thế thì số tự nhiên A thì mình sẽ viết được là um, 4 này, 4 này, chấm 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 4 và 2004 số, được chưa nào, thế thì um, chia cho 15, lại A chia cho 15 Quá nhiều thì bây giờ mình sẽ giải quyết vấn đề là Ai chia cho 3 hoặc ai chia cho 5 đi Bởi vì mình có được là uh, Có được là 15 Thì bằng uh, 3 x 5 đúng không Đấy Thế thì bây giờ mình làm nào Mình nhớ lại này Để có thể chia hết được cho 5 Thì phải sử dụng chữ số tận cùng Còn chia cho 3 thì dùng tổng Tất cả các chữ số Như vậy đối với bài này thì Mình sẽ sử dụng phải quy cái này về chữ số tận cùng và phải có tận cùng là không đi thì nó mới có chia hết được cho năm và tận và tổng các chữ số phải um, chia hết cho ba thì số 4 thì không chết cho ba rồi mà 2004 thì chết cho ba vậy chắc chắn là cái số a này chết cho ba đúng không nhưng chia cho năm thì như nào ừ. thế thì um, mình thấy nhá a sẽ chia hết cho ba đúng chưa đúng không? Và A không chết cho năm. Đấy là một cái nhận xét đầu tiên. Thế thì bây giờ mình sẽ phải biến đổi thằng A này. Làm thế nào để nó mình tìm được phép chia cho năm để tìm số thập phân. Thì bây giờ mình tách đi. Mình tách làm sao ra được chữ số tận cùng. Thì mình tách cái số 4 này. Bây giờ không phải 2004 nữa mà 2001. Bởi vì 2001 số thì sẽ chia cho 3 Và thêm nữa là có 3 số 0 đằng sau Đúng chưa? Cộng với 444 Đó Hợp lý chưa các bạn? Thế thì như vậy là cái số đầu tiên này này Cái số đằng trước này này Sẽ chia hết cho cả 3 cả 5 Đúng không? Như vậy là đây Do đó Um, do 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 là số 4 4 4 0 0 0 2001 chia cho 15 nên ta xét 4, 4 4 4 chia nào đúng không tại sao không chia cho 15 mình bị chết cho 3 rồi đúng không thì mình chỉ cần chia cho 5 thôi thì mình có thể tìm ngay được phần thập phân còn không thì các bạn sẽ xét 444 chia cho 15 cũng được, không vấn đề gì cả. Chia cho 15 thì cho nó hợp tư duy nhá. Đúng không? Vì 444 chia cho 15 thì sẽ bằng là bấm máy tính thôi, hoặc là tính tay ra 29,6 các bạn ạ. Đúng chưa? Như vậy là mình đã giải quyết xong bài này rồi. Vậy phần thập phân của phép chia cho 15 là 0,6. Phần thập phân phân thập phân của phép chia cho 15 là 0,6. Ok. Như vậy bài ngày thứ 1494 đã xong. Với cách giải quyết là tách ra với chia cho 3, chia cho 3 và chia cho 5. Và cái số Rất nhiều số 4 này thì mình sẽ tách ra là uh, Thành hai phần Phần thứ nhất là chết cho cả ba cả năm Và phần còn lại thì mình chỉ cần tìm số dư thôi Đúng chưa nào Ok Thế thì bài tập vận dụng ngày hôm nay Mình có là ba uh, 3 bài tập khai thác 4 bài tập khai thác cũng tương đối nhiều đúng không bài tập đầu tiên là cho số tự nhiên cho bởi là 2010 chia cho 8 tính phần tử phân trên 15 thôi bài này là bài tập vận dụng cơ bản rồi. Không có gì đáng nói cả đúng không? Thế bây giờ bài số 2 là tìm các số ABC sao cho A, B, C chia cho A cộng B C bằng 0,25. Ừ. Bài này thì phải làm như thế nào? Có lẽ là mình sẽ hướng dẫn nhanh những cái câu nhỏ nhỏ thế này nhé. Được không? Rồi, hướng dẫn nhanh này. Đối với câu này thì mình sẽ biến đổi một tí. Đây là một số gồm có 3 chữ số đúng không? Ừ chia cho ABC thì bằng 0,25 Mà đây lại là có phẩy nữa Thì mình nhân 100 cả hai vế đi Nhân 100 nhé Thì có phải là nó sẽ bằng là ABC Ở Chia Sẽ bằng chia cho A cộng B cộng C Bằng 25 Đúng chưa Sau đó thì chia ABC Thì mình sẽ lại chuyển tiếp về là ABC Ngang Sẽ bằng là 25 Nhân với A cộng B cộng C Đúng chưa nào? Đến đây thì giải quyết như thế nào? Dấu hiệu chết cho 25 dễ rồi. Dấu hiệu chết cho 25. Thì mình sẽ có được là BC thì tận cùng chết cho 25 thì mới chết cho 25. Vậy BC, hai chữ số BC này sẽ chỉ có tận cùng là gì? 0, 0 này. Đúng không? Hoặc là 25 này. Đúng không? Hoặc là 50 này. Hoặc là 75. Đương nhiên không không thì không được rồi Bởi vì là A phẩy BC thì BC mà phẩy phẩy Không không thì làm sao mà được Như vậy là thằng này loại Như vậy các bạn chỉ cần xét trường hợp là 25, 50, 75 thôi sau đó tìm A là xong Được chưa Ứng ừ, với mỗi trường hợp thì các bạn sẽ tìm được A Ví dụ như là mình đã giải trước rồi Thì với BC bằng 25 ý, Thì A bằng 2 A bằng 2 ABC khác nhau nhé Thế nên là thằng này loại còn A bằng 5 ABC bằng 50 Thì A bằng 1 Thỏa mãn đấy Còn BC bằng 75 Thì A bằng 3 Như vậy là mình có 3 giá trị Còn bài sau này Tìm số bị chia và số chia Thì biết rằng là khi cộng số bị chia với 10 Hoặc nhân Số chia với 10 Thì được một thương không đổi Như vậy là mình gọi cái số bị chia và Số chia là A phần B đi Đúng không vẫn bằng giá trị của là khi cộng số bị chia với 10 là a cộng 10 vẫn bằng với là nhân số chia với 10 là b nhân 10 đó thế thì ở bài tập này thì giải quyết như thế nào bài tập này thì giải quyết như thế nào đến đây thì các bạn sẽ uh, quy đồng lên hoặc tích chéo thôi quy đồng lên nhá thì sẽ được là 10a chia cho 10b thì sẽ bằng là a cộng 10 phần b nhân 10 10b đúng không đến đây thì dễ rồi mình sẽ thu được là uh, 10a bằng a cộng 10 vậy uh, 9a sẽ bằng 10 vậy a sẽ bằng là 10 phần 9 đúng chưa vậy xong còn bài 4 thì nó chứng minh rằng là a và b là không thể đồng thời là các số tự nhiên với số nguyên dương với a bằng từng này và b bằng từng này bài này uh, tương đối phức tạp đúng không đây là một dạng bài tập chứng minh mà không thể đồng thời là số tự nhiên nếu thằng này là số tự nhiên thì thằng này không thể là số tự nhiên thế thì giải quyết như thế nào thế thì um, đây là một dạng cũng tương đối là mới đúng không thế thì cách xử lý như thế nào có nhiều cách xử lý lắm các bạn có hai cách xử lý cách xử lý thứ nhất là các bạn tìm xem là dạng tổng quát của n ở biểu thức a là bao nhiêu thay vào đây thì b nó sẽ không chia cho 12 hoặc cách là các bạn tìm dạng tổng quát của n ở b sau đó các bạn thay vào a thì nó sẽ không chia cho 4 đây là cách thứ nhất còn ngày hôm nay thì mình mong muốn giới thiệu cho đến với các bạn một cách khác đó chính là không thể đồng thời là số tự nhiên thì hiệu của chúng cũng không phải là số tự nhiên đúng không như vậy mình sẽ xét hiệu đi Là 7N 1 trên 4 Trừ cho 5N 3 Trên cho 12 Quy đồng lên nhé Mình sẽ 3 được là 3 x 7N 1 Trên 12 Trừ cho 5N 3 Trên 12 Bằng 21N 3 mình viết trung tử luôn nhé. Trừ cho 5N cộng 3. Chú ý chỗ này phải có ngoặc nhé các bạn nhé. Nhiều bạn không có ngoặc thì sai này. Chỗ này này các bạn này. Đấy. Phải có ngoặc nhé. Sau đó thì các bạn nhân bung thôi. Bằng 21N trừ 3. Trừ cho 5N trừ 3. Trên cho 12. bằng. Rút gọn đi thì mình được là 16. N trừ 6. Chia cho, 12. Chia cho 12. Thì hiển nhiên là 16N 6 không chia cho 12 rồi Vì sao? Vì uh, 16N thì chia cho 4 12 chia cho 4 nhưng 6 không chia cho 4 Đúng không? Vì 16N chia cho 4 này 12 chia cho 4 này Nhưng mà 6 thì lại không chia cho 4 Thì nên suy ra cái số A, cái hiệu này không phải là số tự nhiên Nên hiệu trên không là số tự nhiên số tự nhiên. Thì suy ra là một trong hai. Số không là số tự nhiên. Được chưa nào? Có nghĩa là muốn chỉ ra thì các bạn xét hiệu. Được không? Tương đối là nhanh nhỉ. Rồi thế thì bài ngày hôm nay về phần chuyên đề về các phép tính của phân số là đến đây là kết thúc. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu với một chuyên đề mới Vẫn trong chủ đề phân số. Với bài tập tính nhanh như thế này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày tiếp theo. Nhớ like, share và subscribe mình nhé. Bye bye.